Voy a leer ahí. Hoa đào ngày Tết nở bung bét rồi. Còn gần 20 ngày nữa mới đến. Hôm nay mới mùng 10. Đấy các bác nhìn. Đẹp quá các bạn. Chào các bác, cụ vừa về đến nhà. Cứ tưởng là phải dùng ô tô các bạn, nhưng mà mấy anh em bảo chở xe máy được thì chở, nhưng mà hốt quá, dính trời mưa. Đây các bác nhìn, đúng nông dân chính hiệu. Đấy, thì dù sao nó về đến nhà rồi, phương tiện gì thì không quan trọng. Nó chỉ nặng cái chậu thôi, chậu thôi. Trên cây nó có cốt chậu thì một người vác lên được, vác lên vai đúng cái chỗ kia, cho lên vai là ok. Đấy, đẹp các bạn. Ưng, rất ưng. À, nhìn chỗ này thì thấy hết chiều sâu cây. Đấy, các bác nhìn. Ngọn kia đầy một chút nữa là ok. Định kiếm cái bạt để làm cái phông nó nổi lên này. Không có. Thôi. Có phải buôn bán gì đâu mà làm màu, đúng không các bác? Nhưng mà để nó nhìn thấy hết thì phải có phông, đúng không các bác? Đấy thì quay trở lại cây này nhé. Cây này nó em đang để đôi cái đôn nó thấp này. Cây này chắc nó chỉ cờ cao tầm xem nào. Tính đây là khoảng 30 này. 60 65 70 khoảng 70. 70 phân. Cao khoảng 70 phân. Đấy 70 phân cây năm điền hoàn thiện đến 80%. 80-90%. Đấy, chỉ cần thiếu đầy mỗi tí chỗ kia thôi, ở trên ngọn và ở chỗ này một tí ngọn. Đấy, chỗ đấy thì cần có bông đấy thôi, chủ yếu là chiều như này. Và đến đây cái quả này là ổn rồi. Quả này nó đầy là ổn, quả phúc tròn rồi, ok rồi. Đấy các bác, cây rất là giá trị. Các bác nhìn cái nước ra đấy nhá, chân bệ nhá. Em vừa mới đổ thêm cho nó một ít chất vì là vừa đi về nó sóc nó cũng rơi. Đấy. Già. Cây già. Cây già. Và trước hôm quay bởi hôm báo giá thì nó chưa quay được kỹ, không biết chưa hỏi được giá. Bây giờ sở hữu rồi thì thoải mái mà quay. Thoải mái mà quay. Đó nhá. Cái chậu nhá. Cái chậu nó đang cái chậu này chắc khoảng độ, nếu mà lọt lòng cho khoảng độ nó có được 50 55. Chậu hình vuông và vát góc, vát bốn góc. Chậu anh em chơi chậu mà nhìn cái chậu này thì biết nó cũng có tiền, mấy triệu một cái đấy. Nhưng mà tôi thì tôi không thích cái chậu này, nó không hợp. Tôi thích cái an chữ nhật hơn, đơn giản thôi. À, chữ nhật nhưng thôi, thay rồi thì lúc nào nhấc ra thì được, nó nguyên cái cốt chậu cái bánh ấy. Đấy. Tuổi thì miễn chê, chân bệ rất ok nhá. Đang có tí đất nên nhìn nó êm nhem. Chứ chân bệ nó ok. Định vặt lá nhưng mà lá nó đang bánh tẻ thì thôi, chơi Tết thì chơi luôn được rồi.
Chứ vặt thì Tết nó lại không kịp. Còn mấy ngày nữa thôi đến Tết. Đấy. Ở đây có một cái sẹo ngày xưa hạ ở đây, nhưng mà nó không phải là cái vấn đề gì to tát cả. Càng đẹp. Rồi. Rất điệu đà lượn vào đây. Đang nuôi, ông ấy đang nuôi mấy cái rễ bắt đây, mấy cái tay bắt ở đây cho nó khỏe mà, nhưng mà bỏ hết, cần gì đâu. Bỏ hết. Bỏ hết. Đây. Từ dưới lên trên đi cho nó dễ. Từ nãy giờ chưa được cái đường nào chạy từ dưới lên trên. Đây có cái tử đây. Đây này có cái tử. Bốn góc chân mẹ đi. Chân mẹ này. Đấy, chân mẹ này. Chân mẹ. Chân mẹ. Đấy các bạn. Tử. Lão Mai mà, tử khắp người, người khỏe, tử khắp người. Sau cái tử này thì vẽ lại thêm, nhưng mà bây giờ kệ. Đấy, bắt đầu chuyển lên. Chuyển lên. Con này là con, một cái con mà lão khá là lùn mà da dáng thì nghệ thuật mà thân cốt lạ, thân cốt khá lạ. Và chân bệ rất đề là ổn, mà nó lạ, nó không theo cái kiểu mà cuộn bánh hay là bệ bãi như kiểu thông thường, mà thân cốt nó rất là hài hòa từ chân bệ cho đến thân, nó gần như là nó giống nhau. Đi vào thôi. Nó rất là hay ở cái chỗ đấy. Già này, bác già này. Lên đến này giật cái tay thứ nhất. Đấy, sóc nhỉ. Mẻ cổ đây rất điệu đà đây. Cắt giật một nhịp đây. Để đẩy cái đi phóng này ra đây. Tiếp theo giật ngọn ra đây. Đây, đây lắc cái cổ đây. Đến đây. Đấy, đây lắc cái cổ đây. Phóng một cái chi đây. Rồi cắt giật phát đây. Chuyển tiếp phát đây. Chuyển tiếp xong rồi. Phóng cái tay ở đây để lấy ngọn lên đây. Của phúc đây. Đấy, một cái xanh nam điền rất là ok. Vâng. Còn những cái chỗ này nuôi để cho khỏe thôi, chứ bỏ hết ngay bỏ đâu có dùng đâu. Ông định nhét vào cái chỗ này cho đầy khe, nhưng cái khe này đâu có cần. Bỏ hết đi cho nó đỡ rối, nhìn nó vướng víu. Mình cần gì đâu. Vâng ạ. Nhưng mà thôi quay cái đã. Quay cái đã. Đây các bác nhìn. Đấy, nó đầy, cần đầy chỗ này một tí. Chỗ này một tí. Chỗ này một tí. Thế thôi. Ừ. Nhìn này. Đó. Đó. Nhìn này. Vừa nãy nó ngược sáng với nó bị tối. Nhìn này. Nó nhìn tuổi thì biết rồi chứ. Tuổi này. Là đến đâu chùm này đấy. Nó từ chân vệ nó thân này. Nó gần như là cùng một lứa đấy. Nó lạ cái chỗ đấy. Nó rất là thân, rất là lạ. Thân nó rất là lạ. Nó có giá như vậy. Cái gì độc lạ là chứ cái dáng lão thì nó là khá là nhiều. Thường nó không cao, to. Lùn là ít. Tử đây. Cái này thì sao bỏ đi. Bỏ đi. Nuôi cái này. Nuôi tử này. Nuôi cái này để cho nó đầy tí sẹo lên mà. Đấy, cái này nhé, bỏ đi. Luồn vào đây để nó lên cho nó đầy cái chỗ này, nhưng mà không quan trọng, cần gì đây đâu. Để càng quái càng kỳ quái. Cái giá trị nhất từ trước giờ mua. Đấy. Mê cái dáng vậy. Mê cái dáng và cái độ lạ của nó. Độ lạ, nó nhìn cái độ lạ nó đúng không? Thân với bệ nó. Đúng rồi. Đúng rồi, đẹp không? Sắp nhìn thấy đẹp không? Cái kìm này nó bị cái kéo cắt lên, nó bị nhai rồi, bực quá. Các ông à. Rất là khó chịu, cắt cái kìm. Nó bị nhai rồi. Này, Tết về hẹn các bác để vật à. Định vật lá nhưng mà lá nó đang bánh tè đẹp rồi thì thôi. Chẳng vật nữa.
đấy, sóc sóc không kéo ướt nghe. Cái kéo này cũng bị nhài được. Nay không mang đồ về cơ. Sẵn tỉa tí cho vui thôi. Tết về sửa sang. Tết về thì sửa sang sao. Sau Tết nó muộn. Hôm nay định về vặt lá mà nghĩ thấy nó lá nó ổn rồi, không cần phải vặt. Vặt chỉ để khoe các bác thôi chứ. Khoe cái răm của nó. Cái răm và cái đường chạy. Đấy các bác. Đấy, cắt con chả đứt này. Bực mình. Sóc rồi. Đấy, cô cháu. Đấy, các bác nhìn nó làm mẫu này. Sóc, đứng ở đây. Đứng đấy. Đứng ở đây. Để so sánh nè. Ừ, bà nó đứng ở đấy nhưng mà còn bé. Đó, đẹp các bác, nhìn phê không? Đây, chiều này nhé. Đấy, ở thân này nhé. Thân này nhé. Đấy, cái tử này, cái chỗ này xong bỏ đi nè. Ui cái này thôi. Còng lưng này cõng con đấy. Lão Mai sinh quý tử đấy. Được một con rồi mà thêm một cu nữa đây. Đấy. Ok, tôi cho là rất là giá trị. Càng nuôi nó càng có nhiều giá trị. Đứng lên đây phát. Đấy các bác nhìn. Mướt à. Đấy. Cái này thì phải nhìn trực tiếp mắt mới sướng các bác. Chứ còn mà nhìn ảnh khó, cái này khó, nó không có phông. Rất khó quay. Quay được hết cái chiều sâu của nó. Khó lắm. Chẳng có cái gì sâu bằng cái mắt mình. Dạ. Đấy, đứng ở đấy, đứng ở dưới kia. Đấy. Mưa. Đấy, các bạn. Mấy nữa tính chỗ sau. Phê không? Rồi, lại lên Hà Nội đây. Cảm ơn các bác theo dõi nhé.